phương tây tăng tốc kế hoạch giới hạn giá dầu nga các quan chức phương tây đã hoàn thiện kế hoạch giới hạn giá dầu nga khi ngân hàng thế giới cảnh báo biện pháp này cần sự tham gia tích cực của các nền kinh tế mới nổi các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết chưa có khoản giá nào được quyết định, tuy nhiên một nguồn thảo tin tiết lộ mức giá trần sẽ được xác định trong khoảng 63-64 đô la Mỹ mỗi thùng, Reuters đưa tin ngày 27 tháng 10. Mức giá này phù hợp với những bình luận gần đây của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng giới hạn giá trong khoảng 60 đô la Mỹ sẽ tạo động lực cho Nga tiếp tục sản xuất dầu. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã coi giới hạn giá là một cách cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Nga, đồng thời dẫn khiến Moscow duy trì nguồn dầu và tránh tăng giá. Giá thực tế sẽ được ấn định trong những tuần tới trước ngày dự kiến khởi động lệnh cấm vận của châu Âu đối với dầu Nga và các hạn chế liên quan đến vận chuyển và bảo hiểm dầu đường biển. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của chính quyền ông Biden đã phủ nhận thông tin về phạm vi giá hiện nay và từ chối cho biết chi tiết. Các quan chức của Mỹ cũng phủ nhận một báo cáo của Bloomberg trích dẫn các nguồn tin giấu tên rằng kế hoạch giới hạn giá dầu gặp khó khăn vì ít quốc gia tham gia hơn. Bloomberg cũng đưa tin Hàn Quốc đã trao đổi riêng với nhóm G7 rằng họ sẽ tham gia kế hoạch này. Trong khi đó, các quan chức G7 cũng đang cố gắng thuyết phục New Zealand và Naui. Nhà Trắng và chính quyền đang đi đúng hướng trong việc áp đặt giới hạn giá hiệu quả mạnh mẽ đối với dầu Nga bằng cách phối hợp với nhóm G7 và các đối tác khác. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrian Watson nói với Reuters, trong khi đó phó thủ tướng nga alexander novat từng cho biết nga sẽ ngừng bán dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho quốc gia nào định áp dụng giá trần với dầu của nước này theo tass nếu họ áp đặt hạn chế về giá chúng ta sẽ không bán dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ cho các công ty hoặc các quốc gia áp đặt các hạn chế đó chúng ta sẽ không bán hàng mà không có cạnh tranh ông novat nói phương tây muốn cắt giảm doanh thu từ dầu mỏ của nga bên nào sẽ chịu thiệt Phương Tây đang tìm mọi cách để cắt các giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga, nhưng liệu các quốc gia này có đồng lòng và liệu họ có đạt được mục tiêu? Tính đến nay, Mỹ và các nước đồng minh vẫn chưa thể tạo ra lỗ hỏng trong doanh thu từ dầu mỏ của Nga. Xuất khẩu dầu mỏ đóng góp 20 tỷ đô la Mỹ vào doanh thu mỗi tháng của Nga. Mỹ đã ngừng nhập khẩu dầu thô Nga, nhưng châu Âu vẫn là khách hàng lớn nhất của dầu mỏ Nga, trong khi Trung Quốc và Ấn Độ đã bù đắp hầu hết lượng doanh thu sụt giảm khi nhu cầu từ châu Âu giảm bớt. Mỹ và đồng minh đã thông báo một chiến lược mới vào tháng trước nhằm làm gián đoạn doanh thu từ dầu mỏ của Nga. Các nước này có kế hoạch cấm dẫn dầu thô Nga dẫn chuyển bằng đường biển và áp giá trần đối với việc dẫn chuyển dầu mỏ Nga. Điều này được cho là sẽ làm gia tăng chi phí dẫn chuyển của Nga và buộc Moscow phải hạ giá dầu. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ chỉ có hiệu quả nếu phương Tây có thể kiểm soát việc dẫn chuyển dầu thô Nga. Nếu không, giá dầu sẽ tiếp tục tăng, làm tổn thất cho các nền kinh tế phương Tây trong khi mang về lợi nhuận doanh thu cho Nga liệu phương Tây có thể đạt được các mục tiêu của mình. Nhà quan sát Jane Stockbroker nhận định trên Washington Post rằng Mỹ và đồng minh sẽ phải rất chật chật để kiểm soát việc xuất khẩu dầu mỏ Nga. Cấm dẫn dầu mỏ Nga, Thách thức chủ yếu của phương Tây là nền kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào dầu thô Nga. Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trên thế giới, và việc cấm dầu mỏ Nga sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu. Với việc lạm phát và giá năng lượng tăng kỷ lục, các nhà lãnh đạo phương Tây có lý do để tin rằng dầu mỏ Nga sẽ tiếp tục chảy ra thị trường thế giới và đóng góp cho tổng doanh thu của Moscow. Đảm bảo dòng chảy dầu mỏ Nga ra thị trường thế giới, nhưng làm giảm doanh thu từ dầu mỏ của Moscow là mục tiêu đằng sau chính sách mới của phương Tây. Liên minh châu Âu đã quyết định hồi tháng 5 dây diệt dừng nhập khẩu dầu thô Nga qua đường biển sau ngày 5 tháng 12 và các sản phẩm từ dầu mỏ Nga sau ngày 5 tháng 2 năm 2023 Nga sẽ phải thay đổi tuyến vận chuyển hơn một tư lượng dầu thô xuất khẩu của mình ước tính khoảng 1,3 triệu thùng mỗi ngày và khoảng 1 triệu thùng các sản phẩm từ dầu mỏ Hầu hết dầu mỏ Nga sẽ được vận chuyển tới Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng việc này sẽ làm tăng đáng kể chi phí vận chuyển của Nga, dầu thô Nga mất trung bình 7 ngày để tới thị trường châu Âu, trong khi mất tới 21 ngày để tới các nước châu Á. Nga cũng cần thêm 70 tàu chở dầu cỡ nhỏ Alphamax để vận chuyển dầu tại các cảng dầu thô lớn của mình, vốn không thể sử dụng các tàu chở dầu lớn. Châu Âu cũng tự tìm cách cứu mình khi tăng cường nhập khẩu dầu mỏ từ các khu vực xa xôi hơn như bên bờ kia Đại Tây Dương hay Tây Phi và Dịnh Ba Tư. Việc thay đổi các tuyến vận chuyển dầu mỏ toàn cầu sẽ có tác động mạnh đến thị trường tàu chở dầu và tăng sức ép lên giá dầu, cũng như có nguy cơ làm suy yếu nền kinh tế thế giới. Áp giá trần Việc áp giá trần dầu mỏ Nga, động thái mà các nước sư bảy và EU thực hiện ngày 2 tháng 9 được cho là nhằm giảm rủi ro trên. Bắt đầu từ ngày 5 tháng 12, Nga sẽ không thể bán dầu mỏ cho các bên thứ ba trên mức giá nhất định. Giá trần sẽ hạn chế doanh thu từ dầu mỏ của Nga, đồng thời buộc Nga phải giảm giá dầu để bù đắp chi phí vận chuyển tăng cao cho lệnh cấm dần nhập khẩu dầu Nga bằng đường biển của EU. Hiện Nga phụ thuộc vào ngành vận tải hàng hải để xuất khẩu hầu hết dầu mỏ của mình. Các tàu chở dầu cần có các hợp đồng bảo hiểm, trong khi các công ty của các nước EU và C7 chiếm ưu thế trên thị trường bảo hiểm hàng hải. Chẳng hạn, International Group của P&I Clubs có trụ sở tại London, bao quát 90% các rủi ro của bên thứ ba như các sự cố tràn dầu, vốn có thể khiến các chủ sở hữu tàu tốn hàng tỷ đô la Mỹ. Theo kế hoạch của C7, các chủ sở hữu tàu sẽ phải thực hiện giá trần để nhận được hợp đồng bảo hiểm cho tàu. Lập luận của ý tưởng này là yêu cầu trên sẽ làm tăng chi phí vận chuyển của điện Kremlin và buộc Nga phải hạ giá dầu, thậm chí cả khi Moscow bán dầu thô sang các nước không tham gia vào sáng kiến trên của phương Tây. Liệu Nga có thể thoát khỏi trừng phạt? Nga là một nhà xuất khẩu dầu lớn. Nước này xuất khẩu gần 4 triệu thùng dầu mỗi ngày, lớn hơn nhiều so với con số, số 1,7 triệu thùng dầu của Iran và Venezuela gộp lại do đó moscow cần số lượng tàu chở dầu lớn hơn nhiều để có thể hoạt động ngoài phạm vi các lệnh trừng phạt về dẫn chuyển của phương tây câu hỏi đặt ra là liệu nga có thể xây dựng được khả năng này hay không theo nhà quan sát trent topruger đáp án có lẽ là có Công ty sở hữu nhà nước Sovcomflot của Nga sở hữu hàng chục tàu chở dầu có thể vận chuyển vào thu Nga. Các nhà cung cấp bảo hiểm trong nước như Ingostrak và công ty tái bảo hiểm quốc gia do chính phủ kiểm soát đã bắt đầu cung cấp các hợp đồng bảo hiểm cho các tàu vận chuyển dầu của Nga. Nga cũng có thể dựa vào các công ty Trung Quốc và Ấn Độ liên quan đến các dịch vụ vận tải quan trọng. Chẳng hạn, công ty Register of Shipping của Ấn Độ sẽ cung cấp giấy chứng nhận an toàn cho các tàu chở dầu Nga, trong khi các tàu của Trung Quốc có thể vận chuyển dầu thô Nga. Lệnh trừng phạt của phương Tây cũng gặp hạn chế và khó khăn trong quá trình thực hiện bởi các công ty không phải của Mỹ có thể giúp Nga tránh lệnh trừng phạt do các nhà chức trách gặp khó khăn trong việc nhận được thông tin đáng tin cậy từ những quốc gia không sẵn sàng áp giá trần. Chiến lược của phương Tây dường như cũng có thể phản tác dụng nếu Washington, Brussels và London không thể thực hiện áp giá trần và kiểm soát việc vận chuyển, chuyển vào mỏ Nga. Điều đó sẽ dẫn tới giá dầu tăng cao hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu và giúp cho doanh thu của Moscow tiếp tục tăng lên. Khủng hoảng năng lượng, Italia tìm cách khơi thông dòng khí đốt từ Nga qua Áo Tập đoàn năng lượng Eni của Italia đang đàm phán với Gazprom của Nga, Gasconnect của Áo GCA để tìm cách khơi thông trở lại nguồn cung cấp khí đốt từ Moscow thông qua Áo, một phát ngôn viên của Eni cho biết. Eni dự định đàm phán lại với nhà điều hành CGA của Áo và Gazprom của Nga một số lựa chọn để bỏ chặn nguồn cung cấp khí đốt, nhưng còn quá sớm để cung cấp thông tin chi tiết trước khi các bên thống nhất về tính khả thi thực tế. Ngày 3 tháng 10, người phát ngôn của tập đoàn nói với Reuters, việc cắt giảm lượng khí đốt vận chuyển dường như chỉ nhắm mục tiêu đến Italia, quốc gia nhận nguồn cung cấp của Gazprom từ một đường ống đi qua Áo, trong khi Italia dần giảm bớt lượng khí đốt phải nhập của Nga. Diễn biến ngày 1 tháng 10 nêu bật tính dễ bị tổn thương của các quốc gia châu Âu trước các động thái của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm cắt giảm năng lượng cho lục địa này. Sự bế tắc gia tăng vào tuần trước sau khi có những nghi ngờ về sự phá hoại đối với các đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc, Nord Stream dưới biển Baltic. Carola Milgram, người đứng đầu bộ phận quản lý khí đốt tại e của Áo nói, đây là vấn đề hợp đồng giữa Gazprom và Eni và sẽ được giải quyết trong vòng vài ngày tới. Cơ quan này của Áo cho biết, vấn đề liên quan đến hợp đồng mới mà Gazprom vẫn chưa thông qua. Tranh chấp về các điều khoản hợp đồng và quy định đã kéo theo sự giãn đứt trong quan hệ kinh tế giữa Nga và các quốc gia châu Âu khi Tổng thống Pháp Putin tiếp tục cuộc xung đột với Ukraine. Đầu năm nay, việc Nga yêu cầu phải thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp đã góp phần làm cho giá khí đốt tăng vọt. Ngày 1 tháng 10, Gazprom cho biết họ đang làm việc để giải quyết vấn đề với người mua Italia. Công ty Eni xác nhận việc cắt giảm và cho biết họ đang liên hệ với nhà cung cấp khí đốt của Nga. Chính phủ Áo cũng cho biết họ đang giải quyết vấn đề này ở cấp độ kỹ thuật. Italia từng phụ thuộc vào Nga với khoảng 40% lượng khí đốt nhập khẩu nhưng đã mạnh tay cắt giảm sự phụ thuộc đó kể từ khi xung đột Nga-Ukraine xảy ra hồi tháng 2 năm 2022. Italia hiện đã tìm đủ nguồn cung cấp khí đốt thay thế từ Bắc Phi để bù đắp cho bất kỳ sự thiếu hụt nào trong mùa đông này nếu Nga cắt nguồn cung cấp khí. Khí đốt của Nga chiếm khoảng 10% lượng nhập khẩu của Italia trước sự cố ngày 1 tháng 10. Việc Gazprom dừng giao khí đốt cho Italia diễn ra vài ngày sau khi các vụ nổ dưới nước làm tê liệt các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream quan trọng nối Nga với châu Âu.